Thưa quý vị, trước tình hình diễn biến phức tạp của dịch COVID-19 tại các địa phương, lực lượng sinh viên ngành y tại thành phố Đà Nẵng, một trong những địa phương đã có nhiều kinh nghiệm về khống chế đẩy lùi dịch bệnh, luôn sẵn sàng lên đường chi viện khi có lệnh điều động của Bộ Y tế. Đà Nẵng từng và đang là tâm dịch COVID-19, và các bạn sinh viên cũng từng tham gia hỗ trợ các y bác sĩ trong công tác dập dịch, nên họ hiểu rõ được áp lực của lực lượng y tế tại tâm dịch trong thời gian qua. Trước tình hình diễn biến phức tạp, kéo dài và liên tục phát hiện thêm những ca nhiễm mới của các địa phương, hàng trăm sinh viên và cán bộ giáo viên y khoa tại thành phố Đà Nẵng luôn trong tư thế sẵn sàng giúp đỡ những đồng nghiệp ở tuyến đầu. Hiện hơn 50 y bác sĩ của Bệnh viện 199 Bộ Công an và hàng trăm sinh viên giáo viên y khoa của các trường đại học trên địa bàn thành phố Đà Nẵng đang sẵn sàng lên đường chi viện cho các địa phương theo yêu cầu của Bộ Y tế. Bên cạnh lực lượng tuyến đầu phòng chống dịch COVID-19, công nhân trong các khu công nghiệp là đối tượng tiếp theo được ưu tiên tiêm vaccine. Và mới đây, 3.000 liều vaccine đầu tiên dành cho đối tượng này đã được ngành y tế Quảng Nam tổ chức tiêm cho lãnh đạo, nhân viên công ty cổ phần ô tô Trường Hải Thaco. Trong đợt đầu tiên, tỉnh Quảng Nam phân bổ 3.000 liều vaccine AstraZeneca cho Thaco Chu Lai. Thành phần tiêm đợt này gồm Ban chỉ đạo phòng chống dịch, cán bộ quản lý các cấp và nhân sự trọng yếu của các đơn vị, nhà máy, lực lượng chủ chốt đảm bảo duy trì hoạt động sản xuất của công ty nếu dịch bệnh xảy ra. Việc tiêm phòng sẽ được chia thành nhiều đợt tùy vào số lượng vaccine được phân bổ. Tiêm phòng COVID-19 là một trong những giải pháp quan trọng được khu công nghiệp Thaco Chu Lai triển khai nhằm chăm lo sức khỏe và đảm bảo an toàn cho cán bộ, nhân viên trước nguy cơ lây nhiễm cao trong khu công nghiệp, nhằm đảm bảo duy trì chuỗi sản xuất, thực hiện tốt mục tiêu kép vừa phòng chống dịch vừa phát triển sản xuất kinh doanh. Ông Nguyễn Văn Đen ở thôn Thiện Đức, xã Phước Ninh, huyện Thuận Nam, tỉnh Ninh Thuận chịu khó học hỏi và đưa nhiều giống cây trồng mới từ nơi khác về sản xuất tại địa phương. Trong đó, mô hình trồng cây miết thái ruột nghệ tứ quý đã giúp gia đình ông có thu nhập cao so với các cây trồng khác. Năm 2017, qua tìm hiểu và nhận thấy miết thái ruột nghệ tứ quý là cây dễ trồng và có giá cả ổn định, ông Đen đã vào tỉnh Bến Tre để mua 450 cây về trồng. Nhờ chăm sóc tốt, sau 2 năm, vườn mít đã cho trái. Hiện nay, bình quân mỗi ngày, ông Đen thu hoạch trên 100 kg, với giá tại vườn 15.000 đồng 1 kg. Gia đình có thu nhập gần 50 triệu đồng một tháng. Mít thái ruột nghệ tứ quý phát triển nhanh, chống chịu hạn tốt, ít bị sâu bệnh gây hại và ra trái quanh năm. Mỗi cây giống có giá 35.000 đồng, trồng hơn 2 năm là cho trái bói. Đến khoảng năm thứ tư, cây sẽ cho trái sai, đạt hiệu quả cao về năng suất và chất lượng. Hiệu quả từ mô hình trồng cây mít của gia đình ông Đen đã đem lại nguồn thu nhập ổn định trong mùa nắng hạn. Văn phòng Cơ quan Cảnh sát Điều tra Công an tỉnh Thừa Thiên Huế đã khởi tố thêm 3 đối tượng về những vi phạm xảy ra tại dự án đầu tư xây dựng hạ tầng kỹ thuật khu dân cư Bắc Hương Sơ ở thành phố Huế. 3 đối tượng gồm một chuyên viên ban quản lý dự án đầu tư xây dựng khu vực thành phố Huế và 2 người là chuyên viên trung tâm phát triển quỹ đất thành phố. 3 đối tượng này đã lợi dụng chức năng nhiệm vụ được giao để kiểm kê, xác nhận nhiều mộ mả phải di rời không đúng với thực tế. Trong đó có 353 mộ giả, gây thiệt hại của nhà nước số tiền hơn 700 triệu đồng. Trước đó, Công an tỉnh Thừa Thiên Huế đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt tạm giam 4 đối tượng có liên quan đến vụ việc này. Liên tiếp trong 2 ngày vừa qua, đồn biên phòng cửa khẩu Cảng Nha Trang, đồn biên phòng Cam Ranh phối hợp phòng phòng chống ma túy và tội phạm, Bộ đội biên phòng tỉnh Khánh Hòa và công an các địa phương đã triệt phá thành công 2 vụ mua bán tàng trữ trái phép các chất ma túy, bắt 2 đối tượng chính, tăng vật thu 27,4 gam ma túy tổng hợp. 2 đối tượng, một nam một nữ điều khiển xe máy mang theo 14 viên nén màu tím và 2 túi ni lông bên trong chứa chất tinh thể màu trắng, đến trước cổng khu đô thị Biển An Viên, phường Vĩnh Trường, thành phố Nha Trang, chưa kịp sử dụng và bán cho con nghiện, thì bị lực lượng phối hợp bắt quả tang. Tiến hành khám xét khẩn cấp nơi đối tượng thuê trọ tại khách sạn Khang Hai, phường Vĩnh Hải, lực lượng phối hợp thu giữ thêm 1 túi ni lông bên trong chứa 15 viên nén màu tím và 3 túi ni lông bên trong chứa chất tinh thể màu trắng được cất giấu trong thang máy và phòng nghỉ.
Toàn bộ tang vật có trọng lượng gần 26 gram ma túy tổng hợp được đối tượng khai nhận mua từ thành phố Hồ Chí Minh. Tiếp đó, tại địa bàn tổ dân phố Đá Bạc, phường Cam Linh, thành phố Cam Ranh, lực lượng phối hợp bắt một đối tượng cất giấu trong túi quần một bịch ni lông màu trắng, bên trong chứa chất tinh thể rắn màu trắng có trọng lượng hơn 1,4 gram. Không chỉ đi vào bản đồ du lịch Việt Nam với núi lửa Chư Đăng Gia cùng lễ hội hoa dã quỳ, thời gian gần đây huyện Chư Pả, tỉnh Gia Lai còn được nhiều người biết đến với suối đá tầng triệu năm tuổi, hết sức độc đáo nằm trên địa bàn thị trấn Gia Ly, nơi hiện hữu của công trình thủy điện Gia Ly hùng vĩ. Suối đẹp không chỉ bởi dòng nước mát trong vào mùa mưa, mà còn độc đáo bởi những phiến đá cổ xếp chồng lên nhau tựa như những bức tường thành vững chắc mà nhiều người ví von gọi là suối đá đĩa trên cao nguyên. Suối đá tầng nằm cách trung tâm thị trấn Gia Ly chỉ hơn 2 km. Từ đầu đường đi vào Lãng Vân, tản bộ trên con đường đất khoảng 500 m là du khách có thể tận mắt chiêm ngưỡng cảnh đẹp thiên nhiên đầy thơ mộng của suối đá cổ chảy qua hai làng Dã và Lãng Vân, thị trấn Gia Ly với chiều dài gần 1 km. Theo những già làng ở đây, suối có tên gọi là Ra Ra Phá, tức là suối đá tầng. Từ xưa nay, suối đá tầng đã trở thành địa điểm dừng chân nghỉ ngơi, vui chơi đầy quen thuộc và thú vị của bao thế hệ dân làng ở đây. Và đặc biệt hơn, con suối này được nhiều thế hệ dân làng xem như là tài sản vô giá và hết sức thiêng liêng. Bao đời nay, con suối độc đáo này cũng đã đem lại nguồn thủy sản phong phú cho bà con Srai nơi đây. Trước cá ở đây cũng nhiều, cá to to không có, cá nhỏ không có, nhiều nhất là cá nhỏ, nhiều nhất cá đá này nè, nó tốt nhất. Mình ăn ngon, nhưng mà bây giờ là cá nó ít rồi, nước nó nhỏ. Hôm trước nước nó lớn, nước to. Người làng Giá, làng Quân, cá của Bê Tư vừa thăm chơi, vui vẻ. Xưa là con là dân làng mình cũng giữ cho nó tốt đẹp cho người nhỏ, người lớn vừa chơi vui vẻ cho nước đây. Với sự sắp đặt của thiên nhiên, những phiến đá tại suối đá tầng xếp chồng lên nhau tạo thành từng lớp chắc chắn hết sức độc đáo. Hai bên dòng suối, nhiều phiến đá hình lục lăng xếp chồng lên nhau với nhiều hình thù lạ mắt, kỳ thú. Bên ngoài các khối đá bằng phẳng, rắn chắc và mang đậm dấu ấn của thời gian. Dòng suối chảy qua các phiến đá cổ rồi chảy qua những bản làng, dãy cà phê của người dân trước khi đổ vào lòng hồ thủy điện Gia Ly. Đặc biệt, bãi đá tầng tầng lớp lớp xếp chồng lên nhau tạo thành bức tường thành vững chắc, nên nhiều người so sánh suối đá tầng đẹp tựa như gành đá đĩa, di tích quốc gia đặc biệt ở tỉnh Phú Yên. Suối đá này á, là cũng theo cái niên đại thì cũng là được hàng triệu năm. Bãi đá là một cái cảnh quan rất là đẹp, thì dân làng ở đây là cũng mong muốn là đẩy mạnh và phát huy cái đá này để phát triển du lịch trong cái thời gian tới. Về cái phát triển du lịch trong tương lai á, thì cái nghị quyết huyện Đảng bộ lần thứ 6 cũng đã ban hành một cái đề án phát triển du lịch trên địa bàn toàn huyện. Thì trong thời gian tới, trước tiên là đầu tư cơ sở vật chất, đường, rồi sẽ tạo những cái cảnh quan đẹp, làm sao để đẩy mạnh thu hút khách du lịch về địa bàn huyện. Hiện tại chúng tôi đã mua hơn 100 cây dừa để trồng hai bên đường. Kế hoạch của ủy ban á, nếu mà làm du lịch ở đây á, thứ nhất là có lợi cho bà con buôn bán gọi là rau khô hàng hóa nó tiện lợi hơn. Thứ nhất, thứ hai nữa là nó sẽ tác động đến ý thức của người dân. Người dân sẽ nhận ra và ý thức ra của bà con buôn bán hoặc là hàng hóa. Thế vận động bà con là thứ nhất là phải trồng rau sạch, nuôi heo sạch, gà sạch, bất cứ gì cũng sạch hết. Ý là để phục vụ cho nếu mà có du lịch ấy, sẽ phục vụ cho du lịch đây. Được hòa mình cùng thiên nhiên tươi đẹp bên suối đá cổ và trải nghiệm cuộc sống, sản xuất sinh hoạt của đồng bào Gia Lai với những ngôi làng thanh bình, suối đá tầng là điểm check-in mới lạ và lý tưởng cho mọi du khách khi đến với huyện Chư Pả nói riêng và tỉnh Gia Lai nói chung.